7 gam một kim loại A tác dụng với dung dịch HCl thu được 0,15 mol H2. Tìm A. Do chưa biết hóa trị của kim loại A nên ta sẽ gọi hóa trị của kim loại A là n và viết phương trình phản ứng. Đây là phương trình hóa học, học giữa A và HCl. Có số mol của H2 là 0,15 nên ta sẽ có số mol của A sẽ là 0,15 nhân 2 chia n, tức là bằng 0,3 chia n. Khối lượng của A là 2,7, từ đó ta sẽ lập phương trình khối lượng. Từ đây suy ra MA sẽ bằng 9 nhân N. Như ta biết kim loại chỉ có ba hóa trị là 1, 2, 3 nên ta sẽ lập bảng. Thay N lần lượt là 1, 2, 3 vào phương trình ta sẽ có MA là sẽ phù hợp nhất là 3 và MA của nó là 2,7, tức là đây là kim loại nhôm. Vậy A là kim loại nhôm và có hóa trị là 3. Nếu các em mất gốc hóa thì ấn vào phần mô tả để xem bài giảng miễn phí nhé. Follow anh để hóa tốt hơn.